Để xem hai. Dạ, dạ, dạ. Chiều 9 tháng 1 năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả truy bắt Nguyễn Thanh Tâm, nghi phạm giết cô gái cướp xe SH1 tại huyện Hóc Môn vào chiều 6 tháng 1 năm 2024. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghi phạm được xác định là Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, thường trú tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi vụ án xảy ra, bà giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc truy bắt. Thông tin thêm về quá trình truy bắt, Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngay sau khi nhận thông tin vụ án giết cô gái cướp tài sản, công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ điều tra truy xét. Khi khám nghiệm tại hiện trường, công an xác định nghi phạm đã chém nạn nhân hơn 40 nhát, ra tay rất dã man. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khoanh vùng được vị trí nghi phạm lẫn trốn là tại khu rừng keo thuộc ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Bà giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo huy động các lực lượng cùng phối hợp truy bắt. Ngay trong đêm ở đó, chúng tôi đã là sử dụng là chó nghiệp vụ. Ở đây là tại vì thi mình để lại thì có dấu vết của nó. Thì đã sử dụng là tới 7 con chó nghiệp vụ để đi tiến hành truy xét. Nhưng mà vì là cái rừng này báo cái rừng rậm quá nhiều cho nên là ngay lúc đó là mình chưa tiến hành bắt giữ được cái đối tượng này. Xác định nghi phạm rất manh động, vì vậy lực lượng công an đã lập 40 chốt để bao vây khu vực nghi phạm lẫn trốn ở rừng keo thuộc ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An suốt ngày đêm. Do khu vực có diện tích rộng gần 50 hectare, rậm rạp, có nhiều kênh rạch, rắn rết, vì vậy các chiến sĩ tham gia truy bắt đã kiên trì, tỉ mỉ rà soát, tìm kiếm từng mét vuông, quyết không để nghi phạm trốn thoát. Nói thì đơn giản, chứ nghe rừng tràm, có đồng chí nghĩ là rừng tràm nó thoáng đi, hoàn toàn nó không phải vậy, khi thực tế các đồng chí là hoàn toàn nó không phải vậy, là đi rất chẳng chịt cây cối. Chúng tôi sử dụng tất cả là ở đây, kể cả là cái pháp là 6-7 chiếc flycam để bay để tìm xét đối tượng. Nhưng tuy nhiên rằng là ở đây là nó rừng rậm quá, cho nên là không có được. Thì anh em lực lượng cán bộ chiến sĩ của chúng tôi đi vào trong đây thì trong rừng thì là bị ong bổ vẽ, rồi là ong rất nhiều cái. Đã 10 lượt cán bộ chiến sĩ của chúng tôi phải đi với bệnh viện về cái để mà bị ông chích cái bao ông vẽ chích cái đồng. Quá trình truy bắt, từ những dấu vết thu thập, lực lượng công an xác định nghi phạm vẫn còn lẫn trốn trong khu vực đã bị khoanh vùng. Công an đã quyết định sử dụng xe máy xúc để mở đường tấn công vào khu vực nghi phạm ẩn náu. Chỉ mà khi mà máy móc tất cả các thông tin ở trên trời thì có phải ai cam người dân xung quanh thì là bao vây, rồi lực lượng là xe cơ giới chúng tôi đi vào trong đó, chính xác chúng tôi vào ở trong rừng đó thì đối tượng đã bùng chạy, sợ là cái gì, sợ là cái xe vào cả nó vẫn lúc này nó thì đi ra ngoài, thì sau đó đến trưa này thì chúng tôi đã bắt giữ được đối tượng. Trong quá trình truy bắt, lực lượng công an cũng được sự hỗ trợ rất nhiều từ nhân dân địa phương. Người dân đã nấu mì, mang củi để lực lượng làm nhiệm vụ sưởi ấm và cho mượn xe máy xúc truy bắt nghi phạm. Sau 72 giờ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vào lúc 11 giờ 30 phút trưa 6 tháng 1, Công an huyện Hóc Môn nhận được tin báo về việc xảy ra vụ giết người cướp tài sản ở ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là một phụ nữ 31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi gây án, nghi phạm đã cướp đi tài sản là một xe máy SH1.